Một đoạn clip về hành động gây khó dễ của tài xế xe tải khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Clip do người ngồi trong xe ô tô phía sau ghi lại được. Theo người chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội, khi trên đường đang có nhiều xe ô tô di chuyển gần nhau, tài xế điều khiển xe ô tô tải có dấu hiệu cố tình chặn đường đi của tài xế xe ô tô 5 chỗ. Không rõ những người ngồi trên hai chiếc xe này đã mâu thuẫn gì mà mỗi khi tài xế xe ô tô 5 chỗ muốn vượt lên thì lại bị tài xế xe tải đánh lái làm hẹp đường di chuyển. Hành động phản cảm của tài xế xe tải còn ảnh hưởng nhiều đến các phương tiện đang lưu thông phía sau, khiến giao thông bị ách tắc thêm. Đến khi xe ô tô còn chấp nhận rẽ sang đường khác, hai bên tiếp tục hạ kính đấu khẩu. Sự việc được cho là xảy ra tại đường vành đai 3 trên cao hướng từ Linh Đàm về Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Đoạn clip về sự việc trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc vì thái độ tham gia giao thông của cả tài xế xe tải và tài xế xe con. Lái xe giỏi thì phải biết dùng cái đầu lạnh, ai thích bon chen thì nhường cho họ về nhất, dừng luôn xe lại là xong. Cứ đi kiểu này, nhẹ thì mất xèng, vào viện ăn dưỡng, nặng thì ăn chuối cả này. Đi đường mỗi người nhịn nhau một chút, có phải an toàn hơn không?